Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây cũng đã chính thức phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng từ năm học 2023-2024. Và theo đó, tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa mới. Và năm học tới đây, thì lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sẽ có sách giáo khoa mới. Vậy thì những điểm mới trong các bộ sách này là gì? Xin mời quý vị khán giả hãy theo dõi chi tiết ngay sau đây. Cụ thể ở lớp 4 sẽ có môn học tích hợp là lịch sử, địa lý, một môn học cũng có nhiều nội dung mới là môn khoa học. Sách giáo khoa mới cũng đặt ra nhiều tình huống đòi hỏi giáo viên phải chuẩn bị nhiều hơn cho bài dạy. Còn ở bậc trung học phổ thông, năm nay sách giáo khoa mới sẽ thực hiện với lớp 8, tiếp nối sách giáo khoa mới ở lớp 6, lớp 7 đã triển khai trong 2 năm vừa qua. Các môn học đều có những sự đổi mới so với chương trình hiện hành. Với lớp 11, sách giáo khoa mới cũng đã được giới thiệu tại các nhà trường, các giáo viên qua gần một năm học thực hiện sách giáo khoa mới ở lớp 10 đã có những kinh nghiệm được rút ra cho việc chọn sách của lớp 11.